Bí mật 4 nốt ruồi phú quý, lộc lá quanh năm và 3 nốt ruồi tán lộc xui xẻo vạn phần. Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Đài. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học nốt ruồi có 2 dạng, một là nốt ruồi hung, hai là nốt ruồi cát. Hung là xui xẻo, không may mắn, còn cát là lấy từ chữ cát tường, nghĩa là hanh thông, quý báu, lợi lộc và rất may mắn. Sẽ có những nốt ruồi không phải là màu đỏ nhưng lại giúp cho chủ nhân son hơn người, phú quý lộc lá quanh năm. Và ngược lại, có những nốt ruồi xui xẻo, ai chót có thì cả đời luôn bị hao tài tán lộc. Tất nhiên thì cũng có những nốt ruồi bán hung bán cát hoặc là không hung cũng chẳng cát. Nốt ruồi sinh lý mọc lên do nội tiết tố không tốt hoặc là nốt ruồi tuổi già chẳng hạn. Khoan hãy luận kỹ về những nốt ruồi đặc biệt này. Chúng tôi xin được giới thiệu tới quý anh chị 4 nốt ruồi phú quý và 3 nốt ruồi tán lộc mà chúng ta cần phải chú ý. Người ta hay nói, ở đời khổ trước sướng sau mới là hạnh phúc. Vì sau bao thăng trầm được hưởng quả ngọt, chẳng bỏ công cố gắng. Tuy thế, có những người luôn may mắn hơn kẻ khác vạn phần. Sinh ra chưa chắc đã ở vào cảnh nhà cao cửa rộng, nhưng đến tuổi trưởng thành cứ thế, lên như diều gặp gió. Xét từ góc độ tử vi phong thủy nhân tướng học, đó là do họ có những nốt ruồi phú quý bẩm sinh. Những nốt ruồi này lần lượt mọc ở các vị trí sau. Nốt ruồi nơi đầu mũi. Trong xem tướng mặt, phần mũi chính là tượng trưng cho tài vận và được gọi là cung tài bạch. Người nào trời phú cánh mũi đẹp, rộng vừa phải thì là tài vận dồi dào. Phần đầu mũi mà tròn căng không bị nhọn quá và nhô ra trước thì kinh tế dư giả hơn người, tiền tiêu không hết. Nếu mũi bẩm sinh không tì vết, không dấu hiệu gì đặc biệt mà sau khi trưởng thành, bỗng có một nốt ruồi màu đen nổi lên, từ bé thành to, từ mờ thành rõ thì chắc chắn là một điểm lành, báo hiệu sắp bị tiền rơi vào người. Cần lưu ý rằng nốt ruồi phải mọc ở đầu mũi, nếu mọc ở cánh mũi thì chia thành hai trường hợp. Nốt ruồi ở cánh mũi bên trái là nốt ruồi cát, chiêu tài, dẫn lộc. Nốt ruồi ở cánh mũi bên phải thì ngược lại, hao tài tốn của, thuộc diện nốt ruồi hung, nếu có điều kiện thì cần tẩy bỏ đi ngay. Nốt ruồi ở lông mày. Nốt ruồi ở lông mày trong xem tướng mặt được gọi là điềm hỷ, thuộc dạng nốt ruồi cát, âm Hán Việt là thái hà. Bất luận là nam hay nữ, hễ phát hiện trên mặt mới mọc thêm một nốt ruồi này là báo hiệu thân tín trong gia đình sắp có hỷ sự. Nốt ruồi trên lông mày màu đen là cực kỳ cát tường, còn nhưng nếu màu xanh đen hơi nhạt lại là bán hung bán cát. Tuy có tài lộc nhưng mà nảy sinh tranh chấp với người thân, họ hàng hoặc sa sút bất ngờ về sức khỏe. Cẩn thận hơn khi mà mọc nốt ruồi ở lông mày có màu xanh đen, người này nên đi khám sức khỏe kỹ càng, tránh suy nghĩ mông lung hoặc sợ hãi quá đà, bình tĩnh đối diện với khó khăn, ắt sẽ biến hung thành cát. Nốt ruồi mọc ở giữa trán. Phàm ai có nốt ruồi mọc ở giữa trán thì số lúc nào cũng giàu có hơn người, phú quý quanh năm, cả đời hưởng phúc, tiền tiêu không xuể, họ chẳng bao giờ phải lo lắng về tài lộc, cần gì có nấy. Nốt ruồi mọc ở xung quanh cằm, hoặc là họ có lộc ở cung nô bộc, luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè bằng hữu giúp đỡ khi cần và kiếm được nguồn tài chính ổn định, dư sức sống tốt về già. Đặc biệt trong năm Canh Tý 2020 này, nếu các mệnh chủ ngay sau đây có được những nốt ruồi này, công việc, sự nghiệp sẽ có được những bước phát triển vượt bậc hơn tất cả. Đầu tiên đó là mệnh chủ tuổi Thìn, tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp với thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh.
Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay, vận về tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người đồng thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa giải sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà thì cần phải chú ý đến sức khỏe, vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang theo bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tiếp đến đó là tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi, được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có trợ giúp, không chỉ ân thâm vui sướng, năng lực của bản thân cũng sẽ được phát huy, càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến, vì là năm sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán văn nghệ thiết kế đang có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là mạch hổ, chỉ bối, địa sát, dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh, mà tình cảm trong cuộc sống có nhiều hơn sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp Thái Tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như đã được nêu trong phần 1 thì năm nay không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo, đạn đạn. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, Thái Tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh tương sinh cho Tuế Can Canh Kim, giúp bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống. Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vào năm 2020 về cơ bản sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, đồng thời nhận được sự ưu ái nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt trong năm Canh Tý này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn.
Ngoài ra thì Thái Tuế là Tý Thủy là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của trường bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn Thái Tuế nên vận trình ban đầu có nhiều gian nan lận đận, vậy nên người tuổi Dần cần sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tam Kinh và vòng tăng ở quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho tuổi Dần năm 2020. Nối tiếp chương trình Nhân Tướng Học hôm nay, phong thủy gia cát xin được giới thiệu tới quý anh chị ba nốt ruồi xui xẻo tán lộc vạn phần, mệnh chủ cần phải chú ý. Thứ nhất đó là nốt ruồi mọc ở ấn đường. Ấn đường là bộ phận có ý nghĩa quan trọng trong xem tướng mặt. Ấn đường thâm đen thì tài vận sa sút, lộc lá sụt giảm. Muốn xem người khác có thành công trong sự nghiệp, tài vận và may mắn trong đời sống tình cảm cá nhân hay không, trước tiên hãy cứ tìm hiểu về ấn đường của người ấy. Thực tế cho thấy rất nhiều người bẩm sinh có nốt ruồi hoặc là vết sẹo, nếp nhăn rõ dày và có phần xấu xí ở ấn đường thì đều thua thiệt về tài vận. Dù có giỏi trèo trống đến mấy thì việc nào cũng lỡ dở, của cải trắng tay, mất nhiều hơn được. Nốt ruồi sau gáy. Nốt ruồi sau gáy là nốt ruồi khổ tình, đàn bà có nốt ruồi này dễ lận đận tình duyên và cực dễ gặp xui xẻo về kinh tế như là phá sản giữa chừng hoặc là bị kẻ xấu lừa gạt. Nếu càng thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì trong đời sống tình cảm họ càng trắc trở bấy nhiêu. Nguyên nhân một phần cũng bởi là cá tính mạnh và luôn hiếu thắng, đôi khi có phần sốc nổi và ích kỷ của họ. Tuy nhiên may mắn rằng chỉ cần tỉnh táo trong tình yêu, đừng bao giờ đánh mất lý trí thì họ sẽ vững vàng phát triển sự nghiệp ở tầm trung. Nếu cứ cố chấp đắm chìm trong đam mê dục vọng thì chín phần sẽ rơi vào cảnh mất cả chỉ lẫn trải, tiền mất sự nghiệp tan. Nốt ruồi mọc ở nơi sống mũi. Người nào trời sinh có nốt ruồi mọc nơi sống mũi, nếu sống mũi bị lệch, gãy hoặc là vẹo thì cả đời vất vả bôn ba. Tiền có thể ập đến rất nhanh nhưng rồi cũng tiêu tan chỉ trong phút chốc, dễ lâm vào cảnh lên voi xuống chó. Nếu nốt ruồi trên sống mũi có phần kỳ dị, lại có màu nâu thì 10 phần bị nám trở trong sự nghiệp. Kiểu người này dù có cố gắng đến mấy thì suốt đời cũng khó lòng ngóc đầu lên nổi. May mắn lắm mới không bị nghèo khó bủa vây. Đặc biệt trong năm Canh Tý này, nếu mệnh chủ ngay sau đây có được những nốt ruồi này sẽ cần phải đặc biệt chú ý hơn tất cả, hung họa khôn lường, tình duyên ảm đạm. Đó là mệnh chủ tuổi Tý. Người tuổi Tý phạm Thái Tuế lại thêm có những nốt ruồi xấu đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái Tuế đương đầu, hung họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi con giáp này, vì thế tuổi Tý và Thái Tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc là quá sống thực tế, hoặc là quá tỏ ra đối đãi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái Tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà sẽ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân mình, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm Thái Tuế luôn là điểm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà Thái Tuế gây ra. Thái Tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ tới sức khỏe của tuổi Tý. Con giáp Tý dễ mắc phải bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, Thái Tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim và mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc là người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên
Phong thủy gia cát xin được nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tý này chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả, cần phải lưu tâm cả những nơi hầm ngầm hay là hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tý cần phải sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước là tám bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ, mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Ngọ, tử vi năm 2020 cho thấy tuổi Ngọ xung thái tuế, khi có những nốt ruồi tại những vị trí đại kỵ này sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng. Tý Ngọ tương xung lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó về được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay là những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như là tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bảng thái tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài là bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hàng của. Tài vận của tuổi Ngọ vào năm 2020 không được vững cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống, nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý nữa. Về sức khỏe thì con giáp này cần phải đề phòng biến chứng theo chiều hướng xấu, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, không dùng các chất kích thích, nên kiểm soát tốt các cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý, nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không hãy khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo người trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tuổi Mão, năm 2020 tuổi Mão gặp cục diện hình thái tuế tài lộc sự nghiệp có bước tăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe của con giáp này trong năm Canh Tý cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nhanh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp cho tuổi Mão luôn gặp may mắn bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành, thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình, nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng, nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận. Nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả quả thực khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ.
Thái tuế trổ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm, hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì năm 2020, tuổi Mão cần lưu ý làm gì thì tốt nhất phải tuân theo quy định, pháp luật. Dù có chuyện nhỏ xảy ra thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay là do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt, để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn là được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt âm u tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp hóa giải thái tuế và tăng cường quý nhân trợ khí. Giúp cho quý thần được tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc thuận lợi hanh thông, giúp tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của từng tuổi, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công thuận lợi hơn trong cuộc sống.